Người phụ nữ khóc lóc lột đồ trước cửa quán bar 1.900 sau khi bị nhân viên đưa ra ngoài, trả chị 110.000 rồi chị đi về. Sau khi bị nhân viên quán bar 1.900 Tạ Hiện, Hà Nội đưa ra ngoài, thì người phụ nữ liên tục khóc lóc, thậm chí lột áo yêu cầu trả lại mình hơn 100.000 đồng. Khuya ngày 28 tháng 9, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ồn ào trước cửa quán bar 1.900 trên phố Tạ Hiện, Hà Nội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, sau khi bị đưa ra ngoài quán bar, thì người phụ nữ đã lột áo nằm giữa phố. Người đăng tải clip cũng trích dẫn lại lời của người phụ nữ trong sự việc trên như sau. Nguyên văn lời chị gái: bọn nó thu tiền vé chị 150.000, xong vào không cho chị uống rượu, nó đuổi chị ra. Đuổi ra bọn nó không trả chị 150.000 cho chị. Cứ gọi phường lên thoải mái, chị không còn gì để mất nữa rồi. Và chị cứ thế cởi đồ ra thách thức. Mọi người chứng kiến thấy do chị quậy trong quán bar nên bị đuổi ra và bên 1.900 trả cho chị 150.000 rồi, nhưng chị vẫn chửi bới, chưa muốn đi nên mấy bạn kia bế chị lên phường. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi bị 4 thanh niên được cho là nhân viên của quán bar khiêng ra ngoài, bỏ nằm giữa đường, thì người phụ nữ đã nhanh chóng vùng dậy, chạy tới đôi co. Không, trả chị 110.000 rồi chị đi về. Lúc này một người phụ nữ đứng bên ngoài nói vọng vào: đòi người ta 150, đưa 150 rồi, vẫn quay lại đòi tiếp. Sau một hồi to tiếng trước cửa quán bar bất thành, thì người phụ nữ liền lột đồ nằm luôn ngoài đường, bất chấp nhiều người xung quanh chứng kiến, thậm chí là dùng điện thoại quay clip lại. Vừa khóc lóc, người phụ nữ vừa gào lớn: tao bảo nó giả cho tao 110.000 thì tao sẽ đi về, nhưng nó không giả. Được, vì tao không được uống, tao không được uống. 11 cốc, tao không được uống. Nhưng lời nói không đầu không cuối, thậm chí còn lạc giọng vì hét quá lớn của người phụ nữ bán khóa thân ở trên phố đã khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Ngay sau đó, vì quá ồn ào ảnh hưởng đến các vị khách nên nhân viên của quán bar đã tiến lại cầm hai tay kéo người phụ nữ tránh xa khu vực của quán. Ngay sau khi sự việc trên được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù chưa biết bên nào đúng, bên nào sai, nhưng hành động lột đồ giữa đường phố một cách kém duyên của người phụ nữ khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Một số người cho rằng rất có thể người phụ nữ đã uống say, không còn tỉnh táo nên mới hành động bốc đồng như vậy. Trước sự việc ồn ào nói trên, trao đổi với chúng tôi, đại diện bar 1.900 cho biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội đuổi khách ra khỏi bar dù đã đóng tiền là không chính xác. Theo vị này, người phụ nữ đến quán bar từ sớm nhưng có thái độ ăn vạ. Dù đã ra sức thuyết phục và khuyên can, nhưng người này không hợp tác. Đáng nói, việc người phụ nữ liên tục gào thét, khóc lóc và có hành động phản cảm là tự lột áo của mình trước đông người khiến nhiều vị khách ở quán sợ hãi. Chủ quán buộc phải mời người phụ nữ ra ngoài, sau đó sự việc diễn ra như clip ghi lại. Chúng tôi đã rất nhẹ nhàng nhưng chị ấy cứ làm ầm lên, nằm lăn ra sàn khiến những khách hàng khác rất sợ, vị này nói. Được biết, công an phường Hàng Buồm đã nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc, người phụ nữ rời đi ngay sau đó. Trên đây là cập nhật thông tin của chúng tôi liên quan đến vụ một người phụ nữ bị đuổi ra khỏi quán bar 1.900 tại phố Tạ Hiện, Hà Nội. Bạn nghĩ như thế nào về vụ việc này? Bar 1.900 đã sai hay lỗi do người phụ nữ? Hãy để lại ý kiến của mình cho phần bình luận dưới video này nhé! Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức liên quan ở trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.